Tính từ 16 giờ ngày 24 tháng 4 cho tới 16 giờ ngày 25 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.417 ca nhiễm mới tại 60 tỉnh, thành phố. Con số này đã giảm 1.395 ca so với ngày trước đó và thấp nhất so với hơn 5 tháng qua. Sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Cụ thể, các tỉnh, thành phố ghi nhận nhiều ca bệnh bao gồm Hà Nội 941 ca, Phú Thọ 493 ca, Quảng Ninh 411 ca, Yên Bái 410 ca, Nghệ An 400 ca, Hải Dương 394, Lào Cai 330, Tuyên Quang 282, Thái Nguyên 272, Gia Lai 261. Ngày 25 tháng 4 năm 2022, Sở Y tế của Bắc Giang đăng ký bổ sung 853 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Như vậy là kể từ đầu dịch cho tới nay thì Việt Nam có gần 10,6 triệu ca nhiễm và theo thống kê từ 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 cho tới 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4, cả nước ghi nhận 8 ca tử vong. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6.685 ca.